Xin chào tất cả bà con cùng trở lại với livestream của trại cây giống Trường Phát sáng ngày hôm nay. Bây giờ em hiện tại em đang có mặt tại cơ sở 2 của trại cây giống Trường Phát để quay cho bà con của mình cùng xem quy trình xuất hàng cá bè trắng, hay còn gọi là cá bè chuồng, cá bè cụp, cá cam trắng. Hiện tại em đang đứng đây là ngay chiếc xe của trại cây giống Trường Phát. Ngày hôm nay sẽ chịu trách nhiệm chở hàng cá giống, cá bè để giao đến tận tay cho bà con. Thì hiện tại trại cây giống chúng em đang có cá bớp, cá chẽm, cá hồng mỹ, cá bè trắng, cá bè vàng, cá chim vây vàng và một số loại cá khác nữa. Cho nên bà con của mình hiện tại đang có nhu cầu thả cá giống cá gì thì hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905252284 thì em sẽ tư vấn và sẽ cung cấp cho bà con giống chất lượng, bất kể bà con ở đâu về bắt cá size nào bà con nhé. Bây giờ thì em sẽ quay cho bà con trực tiếp quy trình xuất hàng cá bè trắng ngày hôm nay của Trường Phát như thế nào luôn ạ. Hết à? Từ bé. Tưởng nhẹ đấy chứ. Nặng chứ, lại có một cái gì đó nặng quá lắm. Đây trên xe bà con có thể thấy được một tí các bồn nhựa thế này và được sụp khí oxy đầy đủ, cũng như là đảm bảo nhiệt độ để cây giống từ trại cây giống Trường Phát đến tận tay bà con đảm bảo nguyên chất lượng ạ. Và đây là khu vực ươm nuôi cá bè trắng của trại cây giống Trường Phát, và bây giờ hiện tại đang các anh kỹ thuật đang xúc cá từ dưới ao ươm lên để đưa lên xe. Quy trình khép kín như vậy thì nhằm nhanh chóng để đảm bảo được cá từ ao ươm lên trên xe cá còn khỏe đẹp. Con vừa thấy em vừa quay cận cảnh cho bà con xem, nó là cái bè trắng size từ 3 đến 4 cm tại trại cây giống Trường Phát đấy ạ. Lượt lên cá bị chặn sẽ đây. Đi là hiệp mới ngang nhé. Tắt cái gì nữa? Ok. Bỏ nào ra xuống đâu ạ? Bỏ bông này lên đất. Bỏ đi đâu luôn? Không. Bỏ anh xuống đấy thì nó cũng đùn như thế đâu. Để chịu nó
Ăn một cái thúng sụp đó, ăn thúng sụp anh đang cào nghe. Vừa rồi bà con vừa thấy đó là quy trình xuất hàng cái bê trắng giống tại trại cái giống Trường Phát đến tận tay bà con. Cho nên bà con của mình hiện tại đang có nhu cầu bắt cái loại cái giống nào thì hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905 252284 để bên em để cung cấp cho bà con con giống chất lượng bà con nhé. Và hiện tại trại cái giống Trường Phát của chúng em đang có cá bớp, cá chẽm, cá hồng mỹ, cá chim vây vàng, cá bê trắng, cá bê vàng và một số loại cá khác nữa. Cho nên bà con của mình đang có nhu cầu thả cá giống gì thì hãy cứ gọi điện thoại đến số 0905 252284 để em phục vụ cho bà con con giống chất lượng, bất kể bà con bắt số lượng và bà con ở đâu bà con nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại bà con vào những live stream lần sau. Em sẽ quay đến cho bà con các loài cá khác, quy trình lên hàng cũng như là cách chăm sóc các loài cá khác đang có mặt tại trại cá giống Trường Phát ạ. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại bà con. Chúc bà con một ngày làm việc thật hiệu quả ạ.